Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lạc Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 165 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 165 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Tinh Đế bay nhanh đến, đáp xuống bên người Ứng Tông Đạo, sắc mặt âm trầm, cùng Ứng Tông Đạo đứng song song. Chỉ thấy, tiên linh khí của hai người bọn họ giờ phút này, bị kẻ khác dùng pháp lực vô cùng khủng bố ngưng tụ, co lại thành hai viên cầu trong suốt, sáng long lánh, cho nổi ở trước mặt bọn họ. Đột nhiên hư không vặn vẹo, một vị lão giả nhẹ nhàng từ hư không đi ra, vẫy tay, hai quả viên cầu do tiên linh khí hình thành dừng ở trong tay của lão. Lão già này, bộ mặt nửa khô héo, nửa hồng hào, ánh mắt quét về phía hai người, khẽ mỉm cười nói: "Hai vị có thể vượt qua nhân kiếp thành tựu vô hoàng, đều là nhân tài khó gặp của thế giới vô hoàng. Lão hủ chính là giám tiên sứ vô hoàng thế giới, do đương kim thiên đế bệ hạ khâm định, thay trở hành đạo, vì bệ hạ giám sát chư thiên, tuyển hiền năng, nạp hiền sĩ. Hai vị đều là nhân tài, khiến lão hủ rất là vui sướng. Lão hủ hiện giờ cho các ngươi một con đường sáng, gia nhập Vũ Thánh Điện của ta, trở thành một môn hạ dưới trướng Vô La lão tổ của ta." Tinh Đế mặt sắc lạnh nhạt nói khẽ: "Thứ cho ta không thể tòng mệnh, tinh cung tổ sư của ta ở thượng giới cũng là đại nhân vật, Vũ Thánh Điện các ngươi đắc tội không nổi đâu." Lão già này sắc mặt cứng đờ, nhớ tới lai lịch của Chu Thiên Tinh Cung cũng không dám quá mức bức bách Tinh Đế. Ánh mắt của hắn quét về phía Ứng Tông Đạo, lộ ra ý dò hỏi: "Vị lão tiên sinh này, người vô duyên vô cớ cướp đi tiên linh khí của ta." Ứng Tông Đạo tươi cười chân thành, lại cười nói: "Lão là muốn chết sao?" Vị lão giả kia nao nao thất thanh cười nói: "Thật to gan, chỉ là một vô hoàng vừa mới tấn chức lại dám nói với ta lời này. Người có lòng can đảm không tệ, thế nhưng đừng quên, người hôm nay còn ở sợi kỳ suy yếu, không có vô hoàng cảnh giới, pháp lực cùng thân thể lại chưa theo kịp cảnh giới của ngươi." Tinh Đế cũng kinh ngạc không thôi. Hắn cùng với Ứng Tông Đạo minh tranh ám đấu nhiều năm, biết rõ tính nết của Ứng Tông Đạo, tuyệt đối không đánh nếu không nắm chắc. Lần này hắn rõ ràng đi khiêu khích một vị giám thiên sứ từ thiên giới tới, đã thành danh vô hoàng lâu năm, y xem ra thật sự là một việc thất sách. Y thân là tinh chủ của Chu Thiên Tinh Cung, mặc dù trở thành vô hoàng cũng không dám trực tiếp cùng giám thiên sứ trở mặt, mà là mượn uy danh của tinh cung tổ sư để áp chế vị lão già này, đúng là xuất phát từ điểm ấy cân nhắc. Vị lão già này đã tấn thăng vô hoàng không biết bao nhiêu năm tháng, tu vi bên trong đều vượt xa bọn hắn là hai vị vô hoàng vừa mới tấn thăng, lại xuất thân từ thiên giới, nơi mà vô số vô sĩ đại vu hướng tới. Vô pháp cấm pháp truyền thừa của thiên giới thâm hậu hơn xa so với thế giới vô hoàng. Ở trong thế giới vô hoàng, một loại cấm pháp hoàn chỉnh đều có thể làm cho người ta đánh nhau vỡ đầu, mà ở bên trong thiên giới, tuy không nói vô hoàng đầy đất, nhưng cấm pháp truyền thừa lại rất rất nhiều. Cấp bậc vô hoàng chỉ sợ đều là tâm pháp bình thường, thánh hoàng, vu tổ cấp bậc số lượng cũng không ít. Ở hắn xem ra, cùng với một vị cường giả như vậy xung đột chính diện tuyệt đối là một hành động không hợp lý. "Lão tiên sinh này, ngươi đem tiên linh khí của ta trả lại đây, chúng ta còn có đường thương lượng. Nếu không, ngươi chính là đối nghịch với ta, ngươi cùng ta đối nghịch hết thảy đều không có kết cục tốt đâu." Ứng Tông Đạo vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất không biết chỗ khủng bố của vị lão giả trước mặt này, nói khẽ: "Ứng Mỗ xuất thân bần hàn, nhưng trong cả đời này chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Người cùng ta đối nghịch hiện giờ hầu hết đã chết rồi." Lão già kia khẽ mỉm cười, hồn nhiên không thèm để ý, thản nhiên nói: "Tiên linh khí của ngươi ta tự nhiên có thể trả cho ngươi, bất quá đầu tiên ngươi phải đáp ứng một điều kiện, chính là gia nhập Vũ Thánh Điện ta, trở thành một thành viên dưới trướng Vũ La lão tổ."
Ứng Tông Đạo trên mặt cân nhắc tươi cười nói, nếu như ta không đáp ứng điều này thì sao? Không đáp ứng chính là nghịch thiên, chính là đại nghịch bất đạo. Ta thân là giám thiên sứ, liền muốn thay bệ hạ diệt trừ đối lập, không thể buông tha bất luận kẻ nào lòng mang dị tâm, cho dù là tôm cá nhãi nhép cũng phải xử tử. Lão già kia cười lạnh một tiếng, gương mặt nửa khô héo nửa hồng hào đột nhiên trở nên vô cùng u ám, nói khẽ, người nếu không đáp ứng, như vậy ta sẽ thay trời hành đạo. Khí tức của lão đột nhiên phóng ra, sau lưng thình lình truyền đến tiếng leng keng, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy hư không sau đầu của lão xuất hiện một hồ kim thủy. Ở trong kim thủy, kim liên hoa nở rộ. Pang! Một hồ kim thủy cùng kim liên đột nhiên trở nên vô cùng lớn, hướng ra phía ngoài, tạo ra trọng trọng không gian. Trong chớp mắt, tràn ngập mấy vạn dặm, mấy mươi vạn dặm, cứng rắn từ trong thế giới vô hoang hư không, mở ra một mảnh không gian mênh mông. Chỉ thấy bên trong kim liên hoa có một đầu bạch tượng đứng, trên lưng bạch tượng có một đầu bạo viên, hai tay chống trời, nâng một vòng minh nguyệt giống như viên bàn. Trên viên bàn thì lại nâng một tòa lô bồng. Viên bàn và lô bồng ở giữa che kín rậm rạp cấm vân, bên trong viên bàn trở đầy một thế giới mênh mông, thể hiện ra một phong cảnh kỳ dị, địa viên thiên phương. Nhật nguyệt tinh thần to lớn, bích hải đại dương mênh mông, núi sông đại lục, đến yêu ma tẩu thú, sâu kiến bướm trùng, hết thảy ở bên trong viên bàn nhất nhất đều hiện ra. Ngoài ra lại có chư thiên thần ma tại thế giới trong viên bàn thống ngự phi cầm tẩu thú yêu ma. Những thần ma này đã bị hắn luyện ra hình thể, nguyên một đám cực kỳ cường đại, như là thần ma chân chính, cho thấy cấm pháp thế giới của hắn cường hãn không giống với bình thường. Đây là cấm pháp của lão hình thành nên thế giới mảy may rõ ràng. Nhật nguyệt tinh thần, bích hải đại dương mênh mông, thậm chí cả sâu kiến bướm trùng, phi cầm tẩu thú đều là do từng đạo cấm vân tạo thành, làm cho người ta xem phải than thở. Diệp Húc ngưng mắt nhìn, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Tu vi lão già này, hắn thấy trong những người đã gặp, đã gần với Tây Vương Mẫu, đã chết cùng với Xích Đế Ma Giới chi chủ Xích Nguyên Ma Tôn, tuyệt đối đã đạt tới cấp độ Vu Hoàng đỉnh phong. Thế giới của lão kiến tạo so với bản Vương Khai Thiên Kinh, thế giới của Diệp Húc rõ ràng hơn còn vạn lần. So với chuyển luân nữ thánh vương đã chết ở Oan Hồn Hải lại càng thêm tinh tế tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết. Trong đó chất chứa năng lượng vượt qua cấm bảo không biết bao nhiêu. Hơn nữa người này tu luyện xa không chỉ là một loại cấm pháp, một hồ kim thủy của lão liền là một loại cấm pháp, kim liên hoa lại là một loại khác, bạch tượng bạo viên tất cả là một loại, còn có viên bàn lô bồng hết thảy đều là cấm pháp hoàn chỉnh. Tòa lô bồng của lão kia Diệp Húc rất quen thuộc, đây là dị tượng hình thành sau khi tu luyện cấm pháp chấn giáo của Nguyên Thủy Thánh Tông tới đại thành. Mà những cấm pháp khác Diệp Húc cũng không thể nhận ra. Trong đó một hồ kim thủy sinh ra một đóa kim liên, nhìn như cùng Hồng Mông Thanh Liên Kinh tương tự, mà lại một trời một vực, là tổ hợp của hai loại cấm pháp. Cấm pháp hắn tu luyện khả năng chỉ có cái lô bồng kia là một loại đến từ thế giới vô hoang. Những cấm pháp khác hoặc là đến từ thế giới khác, hoặc là đến từ thiên giới. Những cấm pháp này kết hợp cùng một chỗ, vận hành phụ trợ lẫn nhau, không còn là nhiều cấm pháp đơn lẻ, mà là đem 6 loại cấm pháp tổ hợp thành một chỉnh thể. Có thể tưởng tượng, lão ta nếu như xuất toàn lực, uy lực kinh thiên động địa đến bậc nào, chỉ sợ trung thổ thần châu đều chịu không được mấy lần công kích của lão, sẽ bị đánh chìm. Ứng Tông Đạo, không thể phủ nhận ngươi là một bậc kỳ tài, bất quá cùng ta đối nghịch, cùng võ thánh điện đối nghịch, chính là cùng với thiên đạo đối nghịch, cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói tiếp, ngươi nếu như quy thuận, về sau khi đến thiên giới, ngươi liền có thể hưởng dụng được tài nguyên mà ngươi không cách nào tưởng tượng nổi, được thánh hoàng thậm chí vu tổ chỉ điểm cho, khiến cho tu vi của ngươi tăng mạnh vượt bậc, cả đời vinh hoa phú quý. Nếu như ngươi không thần phục, chính là nghịch tặc, chỉ có một con đường chết kìa. Sống hay chết chỉ ở một trong một ý niệm này của ngươi thôi. Ứng Tông Đạo nhắm mắt lại, sau một lúc lâu dương đôi mắt mỉm cười nói, ta muốn hỏi thăm các hạ một sự kiện, Thủy Hoàng Đế Triệu Chính có phải hay không chết ở trong tay các hạ? Lão giả kia hơi ngẩn người, điểm như nói, không phục theo Thương Thiên Quản Giáo, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Ứng Tông Đạo mặt sắc nghiêm nghị, lạnh giọng nói, Triệu Chính là hảo hữu của tổ sư Ứng Mỗ, hai người họ là chi giao, nếu ông ấy chết ở trong tay các hạ, món đại thù này Ứng Mỗ cũng muốn tính toán, huống chi... Hắn dừng một chút, ngạo nghễ nói, đời ta vô sĩ, một thân ngạo cốt, kính thiên kính địa, duy chẳng có khuất phục bất cứ kẻ nào.
khuất phục rồi, tâm cảnh sẽ lưu lại sơ hở. Cho dù là có là thiên đế đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không khom lưng cuốn gối. Nếu không ứng bố tâm trí xuất hiện vết rách, sau này cho dù tu vi có chỗ tinh tiến, làm sao có thể đột phá thành thánh làm tổ được đây? Mấu chốt nhất chính là... Hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng, bạch kia lay động, tóc tai dựng đứng, đi nhanh hướng giám thiên sứ kia mà đến. Đỉnh đầu chín tòa tiên phần lay động không ngớt, tản mát ra đủ loại cấm vân, hình thành ma đạo thiên đình, hoàng tuyền đại hà, luân hồi thiên bàn, lục đạo phá diệt dị tượng, khí thế trùng thiên. Oanh! Chín tòa tiên phần lao thẳng tới lão giả kia, chấn áp hết thảy. Mấu chốt nhất chính là ngươi lại dám đoạt tiên linh khí của ta. Trong đường thế vẫn chưa có người nào dám đoạt đồ đạc của ta, ngươi chán sống phải không? Tinh đế nghẹn họng nhìn chân chân, chỉ thấy ứng tông đạo lao thẳng tới lão giả kia, làm việc nghĩa không được chùn bước, như thiêu thân lao vào ánh nến. Tên họ ứng cặn bã khi nào trở nên bạo lực như vậy? Quả thực giống tên hỗn đản Diệp Tứ Bảo kia, liều mạng không để ý tới gì. Lão giả kia có chút cười lạnh, không chút để ý, giơ tay lên nghênh tiếp linh lung tiên phần, thở dài mà nói: Hoàng Tuyền Ma Tông quả nhiên đều là một đám xuất thân kẻ cướp, xuất hiện một hạng tịch đã là như vậy, lại xuất hiện một ứng tông đạo cũng là như thế, uổng phí một phen khổ tâm của ta. Đã như vậy, ta đây liền thay trời hành đạo, trước đem tên phản nghịch nhà ngươi mà diệt trừ. Hắn còn chưa dứt lời, bên trong thân hình ứng tông đạo lại có một đạo cấm pháp hoàn chỉnh lao ra, so với Hoàng Tuyền Ma Tông kiểu cấm càng cường đại hơn, càng khiến cho người ta rung động, như là bao la vô tận mênh mông đại địa chảy rộng khắp tiên phần, khiến những vị cổ tiên đã chết biến mất ở tiên giới hát ra một khúc ca phúng điếu bi thương. Đạo cấm pháp này vừa mới xuất, lập tức thống ngự chín đại tiên phần hóa thành tiên thổ, lại khiến cho uy năng linh lung tiên phần tăng lên gấp mấy trăm lần. Tu vi của hắn làm sao còn ở suy yếu kỳ vu hoàng được đây? Rõ ràng là đã sớm luyện thành vu hoàng pháp lực cùng thân thể, thậm chí so với vu hoàng bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. Lão giả kia trở tay không kịp, một bàn tay căn bản ngăn cản không nổi va chạm của linh lung tiên phần, răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, tiên phần đâm vào lồng ngực của lão, đánh bay lão văng ra sau. Chỉ một thoáng, mấy trăm vạn dặm hư không chôn vùi, hóa thành hỗn độn, cơ hồ là thiên địa đại phá diệt, bộc phát năng lượng khủng bố. Một kích này của ứng tông đạo xúc thế đã lâu, một kích đánh xuống vậy mà làm bị thương vị vu hoàng đỉnh phong này. Lão giả kia thân hình bất ổn, bị một kích của hắn oanh lên không, như lưu tinh bị oanh ra khỏi tầng khí quyển, tiến vào không gian bên ngoài. Lão vừa sợ vừa giận, lập tức chữa trị thân thể tổn thương, đáp xuống, chỉ nghe giữa không trung một thanh âm tức giận gầm lên: Gian ngoan mất linh, loại nghịch tặc như ngươi chết chưa hết tội. Toàn bộ nguyên khí linh khí của thế giới vô hoang tựa hồ tại thời khắc này dừng lại, đình chỉ lưu động, thiên địa yên tĩnh không một tiếng động, tất cả sinh linh hết thảy bị che phủ dưới uy áp vô cùng trầm trọng. Vô hoàng đỉnh phong giận dữ, thiên địa liền biến sắc. Lão từ trong tinh không mà đến, đem toàn thân tu vi phóng ra, một chưởng bao trùm xuống. Thân hình của lão còn tại trên không trung, trung thổ thần châu đã không chịu nổi áp uy áp một chưởng của lão. Chỉ thấy đại địa xung quanh Hoàng Tuyển Ma Tông đột nhiên lún xuống một trường lớn, thấy rõ ràng năm ngón tay. Một trường này của lão nếu như đánh xuống, chỉ sợ trung thổ thần châu sẽ xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, phương viên trăm vạn dặm, trăm vạn dặm thổ địa đều bốc hơi. Ứng tông đạo ánh mắt lóe lên, không lùi mà tiến, hướng lão giả kia điên cuồng đánh tới. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy bọn người Triều Cung Thiều, Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu phía trên luân hồi thiên bàn đều không tự chủ được mà bay lên. Mặt luân bàn cực lớn này theo thân hình của hắn xông lên không trung, hướng lão giả kia mà nghênh tiếp. Ứng Thiếu, bản hoàng đúng hẹn đến rồi. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng dã cười to, chỉ thấy hư không bên người lão giả kia đột nhiên vỡ ra, vu hoàng cùng cấm bảo rung động kinh khủng truyền ra. Ma hoàng Ma La Tiên đột nhiên xuất hiện, một tòa Sâm La thần điện ầm ầm đâm vào trọng trọng lên hoa thần tượng bên trong thế giới ở sau lưng lão giả kia. Tu vi thực lực của ma hoàng còn trên ứng tông đạo, gã sớm đã ẩn núp ở đây thật lâu, tận lực đánh nén. Một kích xuống dưới, Sâm La thần điện đem cấm pháp thế giới của lão giả kia xuyên thủng, ma diệt tu vi của lão. Xoẹt. Trong tay gã rồi đột nhiên xuất hiện một cây phương thiên ma kích, quanh thân tràn ngập ma diễm trùng trùng, hung hăng đâm vào ngực lão giả kia, tức giận thét dài, ra sức đẩy về phía trước. Tìm đường chết sao? Lão giả kia vừa sợ vừa giận, đột nhiên giơ tay lên chưởng. Một chưởng đem nửa người ma hoàng đánh vỡ nát, đem gã đánh bay, nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi tay nắm chặt phương thiên ma kích, dùng sức mà rút ra. Vù 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 vù. Ứng tông đạo đem luân hồi thiên bàn mà tế lên, hướng lão nghiền ép mà đến.
Lão không kịp rút phương thiên ma kích ra, đưa tay ngăn cản, cười lạnh mà nói: Hai tên tiểu bối các ngươi chẳng qua là dựa vào đánh lén mới có thể chiếm một điểm tiện nghi, bất quá rất nhanh sẽ là tử kỳ của các ngươi. Oanh! Lão một tay liền ngăn trở luân hồi thiên bàn. Lại vào lúc này, trên luân hồi thiên bàn đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Chỉ thấy một trung niên nhã sĩ quanh thân ma diễm ngập trời, khống chế một cỗ huyết sắc chiến xa từ bên trong thiên bàn xuất ra, hung hăng đánh lên trên phương thiên ma kích. Chỉ nghe phốc xẹt một tiếng, phương thiên ma kích cứng rắn xuyên thủng thân hình của lão giả này, cùng với thế giới phía sau lão văng ra thành từng mảng máu huyết vô hoàng. Chung quanh chiếc huyết sắc chiến xa kia như là một biển máu, vô số thần ma tại trong biển máu rong ruổi chém giết. Sau khi đánh bay phương thiên ma kích, hung hăng đâm vào lồng ngực của lão giả kia, tại chỗ đem lồng ngực của lão đè ép. Trung niên nhã sĩ một mình đứng trên chiếc huyết xa, gầm lên liên tục một đường đấu đá, đồng thời quanh thân của hắn tràn ngập hoàng tuyển ma tông cửu cấm. Chín đạo cấm pháp hình thành chín đại thế giới, một trưởng hướng trên đầu của lão giả kia mà đập xuống. Huyết hà chiến xa nổ vang, biển máu bành trướng, nghiền đè ép thân thể của lão giả kia, lại oanh một tiếng đánh vỡ bầu trời, đánh xuyên ra một thông đạo, chạy nhanh vào trong cái thông đạo đen sẫm kia. Thế giới vô hoàng sinh ta dưỡng ta, không thể ở chỗ này giết hắn được. Nếu không thế giới đều bị mấy người chúng ta đập nát. Tông đạo, ma hoàng, theo ta đi nơi vô cực, diệt trừ tên khốn này. Thanh âm của hắn từ trong thông đạo truyền đến, thật lâu không dứt. Hạng lão nhi, không ngờ người không có chết sao? Ma hoàng lập tức triệu hồi Xâm La thần điện cùng phương thiên ma kích. Thiếu niên mặc áo đen cười ha ha, ma khí tràn ngập nhân gian, bước vào thông đạo cười nói: Bản hoàng sớm đã muốn cùng cường giả như ngươi giao thủ, bất quá nghe nói người đã chết rồi, mới bất đắc dĩ cùng Ứng Thiệu liên thủ đối phó với giám thiên sứ. Nếu như sớm biết ngươi còn sống, bản hoàng đã sớm tiêu diệt Ứng Thiệu rồi, miễn cho nơi hổ gây họa. Ứng thông đạo theo sát phía sau nhảy vào trong thông đạo. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, phóng lên trời triển khai trường không ấn liên tục lóe lên, chỉ một thoáng cũng tới trước thông đạo kia. Chỉ thấy thông đạo đang chậm rãi khép lại, hắn đang muốn cùng theo vào, đột nhiên một mặt thiên bàn cực lớn gào thét xoay tròn từ trong thông đạo bay ra, chất chứa uy năng vô cùng khủng bố. Diệp Phúc vội vàng lách mình tránh né, chỉ thấy luân hồi thiên bàn bay về phía trung thổ thần châu, đến trước mặt bọn người Triều Cung Thiều, rồi đột nhiên dừng lại, uy năng tiêu hết. Đây chính là Ứng Tông Đạo đem mặt luân hồi thiên bàn này ném trở lại, bước lui Diệp Phúc, đem thiên bàn đưa về Hoàng Tuyển Ma Tông. Sư đệ, ngươi không cần phải đi cùng. Ứng Tông Đạo thanh âm truyền đến, buồn bã mà nói: Ta nếu như không trở về, ngươi liền là thánh chủ, thánh tông tông chủ, thay ta quản lý thánh tông. Ngươi yên tâm, cho dù ba người bọn ta chết trận, cũng muốn lưu lại một mạng của tên giám thiên sứ khốn kiếp này. Bốn vị vua hoàng đã xông vào nơi vô cực ở bên ngoài 3000 thế giới, Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng, giám thiên sứ và vị nhã sĩ trung niên kia. Thực lực bốn vị vua hoàng bọn họ đủ để đánh cho đại lục thế giới vô hoang trầm luân, cho nhiều đại lục biến thành tử địa. Đối với vu sĩ và người dân bình thường trong thế giới vô hoang mà nói, đây đúng thực là một hồi tai họa ngập đầu. Bởi vậy, vị nhã sĩ trung niên kia điều khiển một chiếc huyết hà chiến xa, kiên cường đẩy giám thiên sứ từ thế giới vô hoang ra nơi vô cực, cùng với lão quyết chiến sinh tử. Bộ dáng vị trung niên nhã sĩ kia với hạng tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông ta quả thực giống nhau như đúc vậy. Sắc mặt Diệp Húc thật cổ quái, hắn đã từng thấy qua thi thể hạng tịch tông chủ được lưu giữ trong Hoàng Tuyển Ma Tông trong bối cảnh tầm thường. Nay vị tông chủ này lại đột nhiên sống lại, thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Sắc mặt Triều Công Thiều lại còn cổ quái hơn, lão lẩm bẩm nói: Sắc chết ân sư vùng giấy, sắc chết ân sư vùng giấy. Hạng tông chủ chính là cường giả cùng thời với Thủy Hoàng Đế, đều là những nhân vật tuyệt đỉnh một thời như Tinh Đế và Ứng Tông Đạo năm đó vậy. Tuy nhiên, đại đa số người biết hạng tông chủ đã sớm mất lâu ngày. Nay lão đồ cổ này lại đột nhiên xuất hiện, chẳng những Diệp Húc cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả môn sinh đắc ý của ông là Triều Công Thiều cũng cho rằng sắc chết ân sư vùng dậy. Không nghĩ rằng Hoàng Tuyển Ma Tông lại có thể giấu giếm đi một vị vu hoàng như vậy. Thanh âm của Tinh Đế truyền lại, Diệp Húc thuận mắt nhìn theo, chỉ thấy vị chủ tinh cung tân tấn vu hoàng này nhẹ nhàng hướng về phía mình đi tới. Triều Công Thiều và đám người như gặp đại địch, dù sao thì giữa hai người Tinh Đế và Ứng Tông Đạo ân oán rất nhiều. Hai người hầu như là liên tục đấu đá cho đến tận bây giờ, không biết đã chiến đấu với nhau bao nhiêu trận. Nay Ứng Tông Đạo và hạng tông chủ đều không ở đây, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Tuyển Ma Tông bao gồm cả Diệp Húc đều không thể ngăn cản lại vị vua hoàng trẻ tuổi này. Tinh Đế tuy rằng không giấu giếm tu vi của mình giống như Ứng Tông Đạo, nhưng vua hoàng thì sao, cũng vẫn là vua hoàng.
cho dù có vào thời kỳ suy yếu đi chăng nữa, cũng không phải là cao thủ cấp thánh chủ có khả năng chống lại được. Diệp thánh chủ, Chu Thiên Tinh Cung của ta hiện nay có thể trả lại cho ta được chứ? Tinh Đế nửa như cười, nửa như không, đối với Triệu Cung Thiều và đám người, y làm như không nhìn thấy, chỉ nhìn thẳng một mình Diệp Húc. Diệp Húc lấy ra Chu Thiên Tinh Cung, thuận tay ném trả cho y. Tinh Đế thu tinh cung, ánh mắt chớp động, nhìn về hướng đám người Ứng Tông Đạo rời đi, trầm mặc không nói gì. Tinh Đế, chẳng lẽ người cũng muốn nhúng tay vào trận chiến này sao? Diệp Húc cười hỏi. Tinh Đế lướt hắn một cái, cười lạnh nói: Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch, thêm cả Ma Hoàng cũng chưa chắc đã là đối thủ của Giám Thiên Sứ. Bốn vị vô hoàng này hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Ở thời điểm này, nếu ta giúp Ứng Tông Đạo thì Ứng Tông Đạo thắng, nếu ta giúp Giám Thiên Sứ thì Giám Thiên Sứ thắng. Y nắm tay thật mạnh, điềm như nói: Sinh tử của bọn họ đều ở trong một ý muốn của ta. Diệp Húc gật đầu nói: Đúng là như vậy. Tinh Đế, tuy rằng tu vi của ngươi không bằng bất kỳ một người nào trong bốn người bọn họ, nhưng ngươi nắm trong tay Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Tinh Hà Trụ Quang đại trận, hai kiện cấm bảo này hợp lại uy lực gần như không kém gì thánh bảo, lại thêm Tinh Hà Trụ Quang thể của ngươi, thực lực của ngươi so với Ứng sư huynh và đám người cũng không kém cỏi bao nhiêu. Tinh Đế nghe hắn nói mình không bằng những người kia, sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói với ta như thế, chẳng lẽ không sợ ta đi giúp Giám Thiên Sứ đem làm thịt tất cả bọn Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch và Ma Hoàng kia sao? Y cười lạnh nói: Sau khi ba người bọn họ chết đi rồi, trên thế giới vô hoang này sẽ không còn có người nào có thể ngăn cản ta thành người thống trị thế giới vô hoang, thậm chí là cả hàng cổ ma vực, thành tựu sự thống trị vạn năm. Tâm trí của ngươi đã là vô hoàng, vô luận ta nói cái gì chỉ sợ cũng không thể thay đổi được nội tâm của ngươi. Diệp Phúc thản nhiên nói: Không biết cái nhất niệm của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thạch Mỗ vừa ra đời liền được thiên địa sủng ái, Tinh Hà Trụ Quang từ trên trời giáng xuống, ân sư coi ta là một người có tư chất số 1, vô số người hâm mộ, mà ta cũng không phụ lòng yêu mến của ông, nên tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, các loại tâm pháp, cấm pháp đều có thể dễ dàng tu thành, có thể nói là một chuyện hài lòng, một con đường bằng phẳng. Y cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói: Thậm chí sau khi ta trở thành vô hoàng, tiến vào thiên giới, đều không cần khổ sở cầu sinh tồn dưới bóng ma đầu sỏ thiên giới. Tổ sư thiên giới của tinh cung ta đã vì ta mà sắp xếp dương quang đại đạo, để cho ta ngay ở cả thiên giới cũng được hài lòng, thuận buồm xuôi gió tiến lên những cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, từ khi ta gặp Ứng Tông Đạo, mọi việc bắt đầu không thuận. Tinh Đế cúi đầu nhìn hai tay của chính mình, hai bàn tay của y trắng nõn như ngọc, tìm không thấy bất kỳ một dấu vết nào. Các ngón tay dài thanh tú, cho dù các thiếu nữ cũng hâm mộ, muốn có được đôi tay đẹp như vậy. Tiểu tử này cái gì cũng không bằng ta, cái gì so với ta cũng kém hơn, nhưng từ khi ta gặp y, ta liền liên tiếp bị nhục. Đôi tay này của ta đã đánh Ứng Tông Đạo không biết bao nhiêu quyền, nhưng cuối cùng vẫn chưa đánh chết được y. Khóe miệng của y lộ ra một thoáng cười. Y cũng đánh ta không biết bao nhiêu quyền, có đôi khi ta thấy rằng mình đã không thể chịu nổi nữa, thấy y còn sống mà đánh chết hy vọng một đời của ta, đó là dùng đôi tay này đánh bại y. Y ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thấp giọng nói: Chi kỷ khó cầu, chi kỷ khó cầu à. Tinh Đế đột nhiên cười to nói: Hơn nữa là chính mình đã không ngừng chiến đấu, không ngừng thúc đẩy tiến bộ của chính mình, chi kỷ càng thêm khó cầu. Thạch Mỗ, cuộc đời này có được một chi kỷ thật không uổng, thật không uổng mà. Y toàn lực thúc giục Chu Thiên Tinh Cung, chỉ thấy kiện cấm bảo này tán phát ra rung động càng ngày càng mạnh, uy lực mênh mông, tu vi của y cực kỳ mạnh mẽ, tâm pháp Chu Thiên Tinh Cung vận chuyển thậm chí lôi kéo được vô số ngôi sao chớp lên tiếp cận hướng về thế giới vô hoang. Tinh lực như trụ điên cuồng dũng mãnh nhập vào bên trong thân thể của y. Đây là y muốn mở ra những con đường đã đóng kín để tiến vào nơi vô cực. Ứng Thiếu, nếu như ngươi bị người đánh chết, để Thạch Mỗ lại đi đến nơi nào để tìm một chi kỷ nữa đây? Huống chi Giám Thiên Sứ kia đoạt của ta tiên linh khí, Thạch Mỗ thân làm vu hoàng, cơn tức này quả quyết không thể nuốt trôi được. Chu Thiên Tinh Cung trào ra, đánh xuyên qua hàng rào thế giới vô hoang, lộ ra không gian vô cùng rộng lớn ở nơi vô cực. Ánh mắt của y chớp lên long lanh như ánh sáng ngọc quần tinh, từng bước lớn đi về phía đường thông đạo. Tinh Đế, từ từ đã. Tinh Đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc đang bay tới, miệng thì tủm tỉm cười. Ngọc lâu nhẹ nhàng từng cỗ tiên linh khí lay động từ trong ngọc lâu hạ xuống. Hắn cười nói: Lần trước chúng ta lên thú đối kháng với Đế Tuệ, đoạt được tiên linh khí của Đế Tuệ, phần của ngươi vẫn được Diệp Mỗ giữ ở đây.
Tình đế là người rộng lượng, tuy rằng bị chiếm mất phần, đã không để ở trong lòng. Diệp Mỗ rất là hổ thẹn, mấy ngày nay trong lòng luôn luôn phải chịu lương tâm giày vò, mỗi ngày đều lấy nước mắt mà rửa mặt. Đây là hai thành tiên linh khí, kính xin tình đế hãy nhận lấy. Diệp Mỗ vạn lần không thể chịu thêm một phần giày vò nào nữa rồi. Sao? Lương tâm giày vò ư? Tinh đế nhìn chằm chằm vào hắn, cơ thịt trên khóe mắt không ngớt nhảy lên, hừ lạnh mà nói. Người nghĩ rằng ta đang vào thời kỳ suy yếu, có thể bị gián thiên sứ đánh chết nên đem tiên linh khí này cho ta hay sao? Diệp Húc chớp chớp mắt, tinh đế im lặng, nhận lấy hai thành tiên linh khí, đoạn vút cảm nói. Không sai, Thạch Mẫu ở bên trong ngũ đại vu hoàng, vì tu vi suy yếu, đích xác có thể bị gián thiên sứ đánh chết. Y rất ít khi thừa nhận mình không bằng người khác, giờ phút này chỉ sợ là từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên y thừa nhận chỗ thiếu sót của mình. Tuy nhiên, Diệp Thiếu Báo, ngươi đừng nghĩ là ngươi cho Thạch Mỗ hai thành tiên linh khí là Thạch Mỗ sẽ quên đi những việc mà ngươi đã làm. Nếu ngươi nghĩ như thế thì ngươi đã quá sai lầm rồi. Hai tòa đại trận của tinh đế cuồn cuộn nổi lên, tay cầm Chu Thiên Tinh Cung bước nhanh vào trong thông đạo, thanh âm từ xa xa truyền đến. Đợi ta giết xong gián thiên sứ sẽ cùng ứng tông đạo quyết chiến thắng thua. Sau khi ta đánh bại ứng tông đạo, ta sẽ một phen bóp chết ngươi. Đương thời hào kiệt. Diệp Húc nhìn theo y rời đi, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Có thể đặt ngang với ứng sư huynh, quả nhiên không thể khinh thường à. Nếu tinh đế tiến lên trợ trận, vậy thì ta không cần đi nữa rồi. Triều Cung Thiều cùng đám người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ba vị vu hoàng, ứng tông đạo, hạng tịch và ma hoàng liên thủ mà vẫn không thể chu sát gián thiên sứ, nếu có thêm tinh đế cán cân, hắn nghiêng về phía ứng tông đạo, việc chu sát gián thiên sứ hẳn là có thể làm được. Oanh! Đột nhiên hư không rung động kịch liệt, chỉ thấy hư không một lần nữa vỡ ra, vô cùng vô tận ma khí từ trong cửa động hư không chen chúc của ra, lộ ra thế giới địa ngục mênh mông vô biên của hàng cổ ma vực. Trong lòng Diệp Húc cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong động khẩu kia truyền đến hơi thở chấn áp thiên địa của vu hoàng. Một gã đại hán râu quai nón mang theo một chiếc búa lớn từ trong động khẩu nhảy ra, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ha hả cười lớn mà nói. Ma La Thiên, ngươi lưu lại một tôn hóa thân đối phó với Diêu Cung đỉnh ta, ý đồ lấy đạo thay mẫn, chạy khỏi sự truy sát của ta. Nhưng ngươi đã đánh sai bản tính mất rồi. Hóa thân của ngươi đã bị ta một búa bổ ra, bây giờ ta muốn nhìn xem ngươi có thể trốn ở đâu nào. Dám thiên sứ hàng cổ ma vực sao? Trong lòng Diệp Húc đại chấn, tại hắn vừa tự xưng là Diêu Cung đỉnh, nhất định là gián thiên sứ hàng cổ ma vực. Người này đuổi giết ma hoàng đã mấy trăm năm, đuổi đến nỗi làm cho ma hoàng phải lẩn trốn khắp nơi, thực lực thâm hậu vượt xa ma hoàng. Lần này ma hoàng cũng chỉ là vùng thoát khỏi sự truy sát của y, chứ không có thực lực trừ khử y, mà là tính toán mượn tay ứng tông đạo liên thủ truy sát người này. Chỉ thấy vị đại hán kia nhìn quét khắp bốn phía, đột nhiên sắc mặt chăm chú, cầm búa lớn lên nhìn thẳng vào dấu vết trên không trung trong thông đạo nơi đám người ứng tông đạo rời đi, lẩm bẩm mà nói. Năm vị vua hoàng đã từng chiến đấu ở nơi này, trong đó trừ tiên khốn Ma La Thiên còn có giam thiên sứ thế giới vua hoàng hơi thở đằng hầu. Ba vị vua hoàng vây công đằng hầu, lại có một vị vua hoàng theo sau cũng vội vàng đi theo. Thế giới vua hoàng từ khi nào đột nhiên nhiều thêm ba vị vua hoàng vậy? Y mặc dù không nhìn thấy hành vi ám toán giám thiên sứ của ứng tông đạo, hạng tịch cùng Ma La Thiên, nhưng căn cứ dấu vết lưu lại trong hư không cơ hồ đem sự tình từ đầu đến cuối thôi diễn ra, nhìn thì có vẻ như thô thiển, nhưng trên thực tế thì lại thâm thúy vô cùng. Ma hoàng, nếu như liên thủ cùng bọn họ, ngoại trừ đằng hầu ra, còn lại giữa bọn họ chắc chắn đã có hiệp nghị. Đại hán râu quai nón kia đột nhiên cười. Sau khi bọn họ diệt trừ đằng hầu, sau một khắc trừ bỏ, nói vậy là ta tìm đường chết, thật sự là tìm đường chết mà. Ta võ thánh điện, phụng mệnh thiên, hạ giới cuồng đồ, có thể dám mạo phạm thiên uy, chết cũng không tiếc. Một búa của y bổ tới, vòng trời đột nhiên vỡ ra. Đại hán râu quai nón ngẩng đầu, ưỡn ngực đằng đằng sát khí, cất bước đi vào. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, trong mắt tinh quang chớp động, quay đầu nhìn về phía Triều Cung Thiều, trầm giọng nói: "Sư bá, nếu ta một đi không trở về, vị trí tông chủ sẽ do ngài đảm nhiệm." Triều Cung Thiều ngẩn ngơ, còn chưa khôi phục lại tinh thần thì thấy Diệp Húc đột nhiên tiến lên giao chỉ thiên thuyền, oanh một tiếng phá tan hàng rào thế giới vô hoang, lái vào trong nơi vô cực. Oanh! Nơi vô cực đột nhiên rung động kịch liệt, một chiếc huyết hà chiến xa ầm ầm phá vỡ hàng rào thế giới, nghiền ép một lão già rồi lái vào nơi đây. Chiếc chiến xa này một đường hoành đẩy nghiền ép, liều chết đem lão già này ép dưới bánh xe. Trên xe một vị nhã sĩ trung niên liên tục quát lớn,
các loại đại tướng thay nhau úp xuống. Trong nháy mắt đã công ra nhiều hàng vạn kế. Đây chính là hạng tông chủ cùng đằng hầu giám thiên sứ thế giới vô hoang. Bề ngoài của hạng tông chủ tuy rằng giống như đại nho, nhưng động thủ là cực kỳ khủng bố. Lục đạo luân hồi ấn thay nhau nện xuống, làm cho đằng hầu không kịp nhìn, chỉ mệt mỏi mà chống cự. Tuy rằng nửa người dưới đang bị nghiền chặt dưới huyết hà chiến xa, nhưng nửa người phía trên của đằng hầu vẫn có thể nhúc nhích, hai tay liên tục điên đảo chống cự, không ngừng giống lên giận dữ. Đột nhiên y quát to một tiếng, huyết hà chiến xa đột nhiên bị một cỗ lực lượng lớn hất bay. Ngay sau đó một cây ma kích nhanh chóng tước lại, ma khí dày đặc lại có 9 tòa tiên phần ầm ầm áp xuống. Ba vị vô hoàng hợp lực chiến đằng hầu, 4 chiếc thân ảnh lên lên xuống xuống không chừng, các loại cấm bảo cấm pháp trào ra hướng về phía xa mà đi. Không lâu sau đó, tinh đế khống chế Chu Thiên Tinh Cung oanh phá hàng rào, hơi dừng chân lại nhìn, rồi lập tức đuổi theo về phía xa. Đột nhiên giám thiên sứ hàng của ma vực vai mang búa lớn xuất hiện, cũng hơi dừng lại nhìn quét bốn phía một cái để phán định phương hướng truy sát. Bọn họ vừa mới rời đi, thời không vô cực mênh mông đột nhiên vỡ ra một góc, một con thuyền lâu bằng đồng xanh ở một thế giới khác lái tới, tiến vào nơi tĩnh mịch rộng lớn này. Diệp Húc sắc mặt chăm chú đứng ở đầu thuyền. Thực lực vô hoàng có thể mở ra hàng rào thế giới, có thể xuyên lăng ở trong nơi vô cực. Người có cảnh giới thấp hơn vô hoàng, cho dù có tiến vào nơi vô cực cũng sẽ không sống được bao lâu. Nơi vô cực là khe hở giữa 3.000 thế giới. 3.000 thế giới không lúc nào là không vận chuyển, thoáng vừa động sẽ gặp tác dụng tương hỗ thế giới khác nhau, sản sinh ra từng cỗ lực lượng cường đại, xé rách hoặc giả đập vụn những sinh mệnh có gan tiến vào trong đó. Có thể nói, nơi vô cực nhìn thì như một mặt biển rộng bằng phẳng, nhưng nơi đáy biển, những dòng chảy bắt đầu khởi động. Vô hoàng có thể tiếp nhận những lực kéo, xé và đè ép này, nhưng là những người khác không có thân thể mạnh mẽ như vô hoàng thì căn bản không thể thừa nhận. Giao chỉ thiên thuyền chính là bảo vật do giao chỉ kim mẫu sở luyện, có thể tùy ý đi xuyên qua thế giới, thậm chí ngay cả thiên giới cũng có thể hoành độ, tự nhiên là không sợ các loạn lưu ở nơi vô cực này. Ánh mắt Diệp Húc quét tới mọi nơi, nhưng không thấy tông tích của Ứng Tung Đạo cùng đám người, thậm chí ngay cả bóng dáng của Tinh Đế và Diêu Công Đỉnh, vị giám thiên sứ của hàng của ma vực kia cũng không thấy đâu. Tốc độ của vô hoàng cực nhanh, trong chớp mắt có thể đi hàng mấy vạn dặm. Nếu chỉ hơi chậm một bước, bọn họ có thể khống chế trường không, không cánh mà bay. Tuy nhiên cũng may còn có hạng tông chủ thúc giục huyết hà chưng chiến xa, một đường nghiền phá, đã lưu lại dấu vết ở nơi vô cực không thể xóa nhòa. Thỉnh thoảng lại còn có những vết máu vô hoàng rớt xuống còn đọng lại. Tình đế tham chiến liên hợp với ba vị vô hoàng có thể chu diệt tàng hầu, giám thiên sứ của thế giới vô hoàng. Nhưng sau khi Diêu Cung Đỉnh giám thiên sứ hạng của ma vực tham chiến, họ liền không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, tuyệt đối sẽ bị đối phương chu diệt tại chỗ. Vô luận là Ứng Tông Đạo, hạng tịch hay là ma hoàng, Tinh Đế đều là hạng người bất tuân, kiệt ngạo ở bên trong thế giới vô hoang cùng hàng cổ ma vực, đã dưỡng thành khí khái trời lớn, đất lớn, lão lớn, không chịu thần phục bất luận kẻ nào. Bọn họ quyết sẽ không thỏa hiệp cùng giám thiên sứ, mà khẳng định sẽ bị hai vị giám thiên sứ kia đau đớn hạ sát, đem diệt trừ tất cả bốn vị vô hoàng này. Cho dù là Tinh Đế, chỉ sợ bọn họ cũng dám giết. Tổ sư Tinh Cung ở thiên giới có địa vị rất cao, tuy nhiên giám thiên sứ trực tiếp phụ trách đối với thiên đế. Cho dù giết Tinh Đế thì tổ sư Tinh Cung cũng không dám đại náo võ thanh điện, tìm võ la lão tổ mà đòi bồi thường. Thực lực tu vi của đằng hầu chính là đỉnh vô hoàng, Ứng Tông Đạo, ma hoàng và hạng tông chủ đều ở bên dưới, không có thể giết chết được y, chỉ có thể đánh y bị thương, chỉ có thể thấy được thực lực của y. Tu vi và thực lực của Diêu Cung Đỉnh, giám thiên sứ của hàng cổ ma vực cũng cực kỳ xuất sắc, nếu so với ma hoàng tuyệt đối cao hơn một nửa bậc. Theo tính cách kiêu ngạo của ma hoàng, y tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu mà sẽ lựa chọn liên thủ cùng với Ứng Tông Đạo. Diêu Cung Đỉnh tham chiến, đám người Ứng Tông Đạo sẽ hoàn toàn lâm vào hiểm cảnh, không có một chút cơ hội thắng nào. Bởi vậy Diệp Húc không có một chút do dự, lập tức đem giao chỉ thiên thuyền lái vào nơi vô cực, tính toán liên thủ với đám người Ứng Tông Đạo đối kháng với hai vị giám thiên sứ. Tốc độ của vô hoàng cũng không thể vượt qua tốc độ của giao chỉ thiên thuyền của ta được, cho dù là thánh hoàng có đến đây thì cũng chỉ có thể hít bụi sau mông của ta mà thôi. Diệp Húc trên đường đuổi theo chỉ thấy những nơi đi qua khắp nơi đều lưu lại dấu vết các vị vô hoàng giao thủ. Có khi là dấu vết do cự tượng suý tị rút ra ra hàng vạn dặm, có khi là quyền ấn do bạo vượn oanh kích lưu lại, lại còn có những cấm văn không trọn vẹn do huyết hà chiến xa, linh lung tiên phần, xâm la thần điện lưu lại. Sau khi đánh ra, hiển nhiên đằng hầu đã thoát khỏi va chạm với huyết hà chiến xa, bắt đầu phản kích, cùng Ứng Tông Đạo và đám người kia kịch liệt ẩu đả với nhau. Những dấu vết bên cạnh nơi giao thủ lưu lại có nhiều vết máu của vô hoàng,
máu kỳ lạ thì là máu của Đằng Hầu. Máu của lão giống như cấm pháp hình thành thế giới của lão, hóa thành một ao kim thủy, nở lên một đóa hoa sen vàng, sinh ra bảo tượng, lưng đeo bảo vượn, tay nâng khay ngọc, lôi bồng làm trời. Lại có máu của Ứng Tông Đạo tràn ngập từng đóa tiên khí, giống như hoa sen đang nở trong máu của Vu Hoàng. Lại có máu của Ma Hoàng, ma khí dày đặc, từ trong máu luôn luôn hiện ra hình thể một ma đầu thật lớn, lúc sinh lúc diệt. Còn có máu của Hạng Tông Chủ, trong đó cũng có ma đầu điều khiển chiến xa, rong ruổi đánh nhau. Đây là trong 9 cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông, y khai sáng ra một loại cấm pháp. Mấy người này đem cấm pháp luyện vào trong máu, có thể nói là mạnh mẽ đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân làm cho chiến lực của Vu Hoàng khủng bố đến như vậy. Ánh mắt Diệp Húc chớp động, hắn tăng tốc đuổi theo. Nếu căn cứ vào máu những người bị thương lưu lại thì thực lực tu vi của Đằng Hầu là cao nhất. Y đã đem cấm pháp hoàn toàn luyện vào trong máu, làm cho cấm pháp của y hiện ra hoàn mỹ. Mà Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ thì là thứ hai, trong máu đã diễn hóa ra cấm pháp nhưng lại không đầy đủ. Tu vi của Ứng Tông Đạo thấp hơn, trong máu của hắn chỉ hiện ra hơi thở cấm pháp mà thôi. Điều này biểu hiện tu vi của các vị Vu Hoàng, nhưng không phải là chiến lực trên thực tế. Để phát huy sức mạnh chiến đấu, cần phải có kinh nghiệm chiến đấu, vu bảo cùng với cấp bậc tu luyện tâm pháp. Tu luyện tới cấp độ này của bọn họ sẽ rất ít trường hợp lấy yếu thắng mạnh. Tuy nhiên, Diệp Húc là một trường hợp ngoại lệ. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy có nhiều thêm một loại máu tươi trong số máu mà các Vu Hoàng lưu lại. Trong máu này tràn ngập từng điểm tinh lực. Đây là tinh đế cuối cùng đã đuổi theo kịp đám người tham chiến vây công Đằng Hầu. Y đã kích phát hai tòa đại trận, nơi nơi tràn ngập trụ quang và chu thiên tinh lực cùng với tàn phiến của những ngôi sao bị đánh nát. Đằng Hầu hẳn là gặp phải lực công kích vô cùng khủng bố trong chớp mắt của tinh đế. Trên chiến trường lưu lại đoạn cánh tay của lão chắc là bị chém đứt. Tuy nhiên, Đằng Hầu thực sự mạnh mẽ, tinh đế vừa gia nhập trận chiến liền lập tức bị thương. Trong vòng vây công của bốn vị Vu Hoàng, người này vẫn có thể đả thương người khác, có thể nói là lợi hại cực kỳ. Diệp Phúc cũng phát hiện một vết búa mênh mông bao la thẳng tắp từ trên bổ xuống, rất có thể đem thế giới bổ ra một xu thế mới. Hắn có thể tưởng tượng được một búa này bổ xuống thì uy lực rầm rộ đến bậc nào. Diêu Công Đỉnh đã tới một búa bổ vào đám người Ứng Tông Đạo đang vây công cứu ra Đằng Hầu. Diêu Công Đỉnh tham chiến tất sẽ làm thế cục nghịch chuyển. Cuối cùng Diệp Húc cảm nhận được những chấn động vô cùng mãnh liệt từ tiền phương truyền đến, trong mắt nhìn thấy tình hình giao thủ của 6 vị Vu Hoàng. Chỉ thấy trời xanh bên trong nơi vô cực hiện ra từng đạo hà quang đủ mọi màu sắc. Đây là vết tích lưu lại lực va chạm của thế giới. Tây Vương Mẫu đã thu thập những đạo hào quang này, đem mình và đế tử hết thảy tiêu diệt thành tro. Thậm chí, ngay cả vị Thánh Hoàng Xích Quyên Ma Tôn suýt nữa cũng bị những hào quang này buộc chết nếu không chạy kịp. Trong đó có một đạo giáng quang sinh ra đủ loại dị tượng, có ma đạo thiên đình, có sông to suối lớn, có thập đại thế giới u minh, vô tận ma thổ, vũ trụ tinh không, tinh hà trụ quang, quần tinh lung linh, lại có kim chỉ, kim liên, bảo tượng, bảo vượn, hình thành thần quốc niết bàn. Trừ những cái đó ra, còn có chu thiên tinh cung, đại chu thiên tinh đấu đại trận, hoành quán trường không. Huyết hòa chiến xa trong biển máu tung hoành ngang dọc, tiến tiến xuất xuất. Xâm La thần điện chấn áp ma vực, thập điện Diêm La Vương nhất tịnh mà ra. Chín tòa tiên phần treo cao, tiên khí lượn lờ, lại có một cây ma kích phách thiên tức địa, huyết chiến suốt ngày. Mạnh mẽ thì phải nói đến là chiếc búa lớn tung hoành tích hạp, thượng tước hạ phách, đại khí rầm rộ, một búa mở ra từng đám thế giới. Sáu vị Vu Hoàng giao phong bên trên đạo thế giới lực này thật là vô cùng nguy hiểm. Nếu một người nào đó bị đánh vào bên trong giáng quang, khẳng định là chỉ còn một con đường chết, bị lực của thế giới va chạm mài diệt thành tro. Cấm bảo của Đằng Hầu cũng được lão tế khởi luyện thành một kim liên bảo tượng, đem sáu đại cấm pháp đánh vào bên trong một kiện cấm bảo, ngưng tụ thành một chỉnh thể, uy lực rất mạnh, có thể nói là đứng thứ nhất trong nhiều cấm bảo. Chính là bởi vì lão bị thương nặng, phía sau thế giới cấm pháp bị mọi người đánh cho rách tung tóe, mài giết một bộ phận uy năng cấm bảo của lão, làm cho lão không có cách nào thúc giục hoàn toàn cấm bảo phát huy đến uy lực lớn nhất. Thế giới cấm pháp bị hủy tương đương với bị phế trừ tu vi, đối với đại vu thậm chí Vu Hoàng là một tổn thương cực kỳ lớn. Hồi đó trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung, Ngọc Chân đại sư liều mạng cùng với Diệp Húc đã triển khai thế giới cấm pháp, làm cho chính mình không thể luyện hóa Diệp Húc, không phế bỏ được tu vi của Diệp Húc, ngược lại còn làm cho chính mình bị chết. Kinh nghiệm chiến đấu của Ma Hoàng rất phong phú, bởi vậy trong nháy mắt đánh lén đó đã lấy Xâm La thần điện đánh vào trong thế giới cấm pháp của Đằng Hầu, tước hết phế bỏ một bộ phận tu vi của lão. Từ đây về sau, Hạng Tông Chủ điều khiển chiến xa va chạm, vô số đại đạo đạo thủ ấn thay nhau úp xuống oanh kích Đằng Hầu, mài diệt một bộ phận thế giới cấm pháp của y.
bọn họ luân phiên đại chiến, lại có tinh đế gia nhập, rốt cục đã làm cho tu vi của đằng hầu suy yếu rất nhiều. Vu Hoàng mặc dù có lực sinh mệnh và lực khôi phục mạnh mẽ vô cùng, nhưng thế giới cấm pháp bị phá hoại, nhất thời chỉ khoảng nửa khắc cũng không thể nào chữa trị khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Mặc dù vậy, trong 6 vị Vu Hoàng, thực lực của đằng hầu vẫn là đứng hàng thứ nhất, lại có Diêu Công Đỉnh, giám thiên sứ của hàng cổ ma vực gia nhập, có thể nói hoàn toàn có thể áp chế đám người Ứng Tông Đạo một đầu. Thế giới cấm pháp của đám người Ứng Tông Đạo cũng gặp phải tổn hại, trình độ bất thành, thực lực tu vi tổn hao rất lớn. Lúc này, trong chín tòa thiên phần của Ứng Tông Đạo, chín đại cổ tiên cũng xuất ra. Trong nội thể mỗi cổ tiên ẩn tàng một loại cấm pháp hoàn chỉnh. Chín tôn cổ tiên này là cấm pháp thống ngự Uy Năng Thắng, do hắn từ trong chín cấm khai sáng ra. Chiến lực tinh hà trụ quang thể của tinh đế đã hoàn toàn triển khai, đem đại trận chu thiên tinh đấu và đại trận tinh hà trụ quang hóa thành một bộ quần áo dài mặc lên trên người. Trụ quang xoay xung quanh thân thể, bắt đầu khởi động. Quanh thân từng đạo tinh hà trụ quang, tinh đấu quần tinh bay xung quanh thân, kích phát uy năng hai tòa đại trận, lực công kích và lực phòng ngự là không gì so sánh nổi. Hai người bọn họ đối lập lẫn nhau đều rất tin tưởng, liên thủ phù hợp hoàn mỹ. Từng kiện cấm bảo trong hà quang tung hoành, đan xen vào nhau, luôn luôn bộc phát ra từng điểm sáng rọi, chạm vào những lực lượng tàn lưu khi thế giới va chạm, nguy hiểm vô cùng. Lực va chạm, thế giới hóa thành những đạo hà quang ở trên không. Sáu vị Vu Hoàng vừa tiến vừa lui, trong số mấy chục vạn dặm, cấm pháp vừa động liền long trời lở đất, uy lực vô cùng. Rầm một tiếng, đằng hầu đột nhiên tế khởi lên cấm bảo của lão, chỉ thấy kiện cấm bảo này lơ lửng rồi đột nhiên phân giải, kim chỉ hóa thành đại dương kim sắc mênh mông, kim liên bay ra hóa thành liên hoa bảo sơn. Bạo vượn nắm chặt một đóa hoa sen vàng cứng rắn, bảo tượng đánh thẳng về phía trước, khai ngọc cuồn cuộn nổi lên, lô bồng cũng bay thẳng lên, tất cả đồng thời hướng về phía Ứng Tông Đạo, tinh đế ma hoàng và hạng tông chủ công tới. Một kiện cấm bảo này phân ra thành 6, mỗi một kiện đều dùng uy năng cấm bảo bình thường, có cấu tạo rất xảo diệu, khiến người ta không thể không bội phục tu vi và học thức của lão. Tu vi của lão tuy rằng đã suy yếu rất nhiều, tự thân tu vi và các loại cấm bảo không thể kết hợp một cách hoàn mỹ nữa, nhưng uy lực vẫn không thể xem thường. Nếu bị y đánh trúng một kích mà không chết thì cũng xem như bị tàn phế. Đám người Ứng Tông Đạo đều nhất tề tế lên cấm bảo, thi triển cấm pháp để ngăn cản. Chỉ thấy cái đầu bạo tượng đặt trên hư không ầm ầm xông tới hướng ma hoàng, khai ngọc cuồn cuộn nổi lên úp thẳng lên người ma hoàng. Lúc này ma hoàng đã hiện ra chân thân, nghìn mắt nghìn tay nghìn chân đi lại như điện, cùng chém giết đầu bạo tượng này. Cũng vào lúc này, bạo vượn tay nắm kim liên, hàng tỷ đạo kim quang bắn ra trà sát trên người hạng tịch. Hạng tông chủ vừa tiến lên huyết hà chiến xa ngăn cản được một kích này, đột nhiên thấy Diêu Công Đỉnh một bước tới ngay trước mặt, búa lớn bổ xuống hung hăng chặt vào chiến xa. Cùng lúc đấy, đằng hầu thả người nhảy lên rồi rơi xuống ầm ầm, búa lớn trên lưng, hai tay thiên biến vạn hóa, từng đạo cấm pháp hướng hạng tông chủ oanh tới. Vừa ra tay liền xuất hiện các loại dị tượng, kim liên bảo tượng, bạo vượn lô bồng. Nghịch tặc hạng tịch kia, lần trước ngươi chạy thoát là do ta khinh thường không đuổi giết ngươi, lần này là do chính ngươi tự tìm đường chết. Diêu Công Đỉnh liên tục nhe răng cười, trong chớp mắt y đã công kích ra hàng trăm vạn đạo, hai tay nắm chặt cán búa toàn lực áp chế. Chỉ thấy huyết hà chiến xa không còn tự chủ được, ầm ầm rơi ập lên lưng của hạng thông chủ, ép cho quần áo trên lưng nổ tung, máu thịt bắn ra. Huyết hà chiến xa giống như vì sao bay rơi xuống, trong khoảnh khắc đã rơi lên bên trên hà quang. Tiếng hạng thông chủ gầm vang không dứt, hai chân đạp lên trên hà quang, dưới chân từng đạo cấm pháp xông ra, hình thành luân hồi thiên bàn và hoàng thuyền đại hà. Luân hồi thiên bàn trôi nổi bên trên hoàng thuyền đại hà, ngăn cho chính mình không bị rơi vào bên trong những đạo hà quang này. Hạng tịch, chết đi! Đột nhiên Diêu Công Đỉnh và đằng hầu cùng đồng thời phát lực, nhất thời ép hoàng thuyền đại hà vào trong hà quang, bị hà quang mài diệt. Hạng tông chủ thét lớn một tiếng, luân hồi thiên bàn dưới chân lập tức bị hà quang cắn nát. Hai chân của y bị chìm vào trong hà quang. Những đạo hà quang này chính là lực lượng to lớn do hai thế giới va chạm nhau lưu lại. Hai chân hạng tịch vừa bị chìm vào trong hà quang, da máu thịt liền lập tức bị lực thế giới dập nát, chỉ còn lại xương trắng dày đặc. Răng rắc một tiếng, xương chân của y cũng bị thế giới lực cắn nát, hai chân giờ đây đã không còn một chút gì. Thân thể Vu Hoàng tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, thân thể có thể so sánh với cấm bảo, nhưng khi ở trước mặt thế giới lực lại có vẻ bạc nhược dị thường. Loại thế giới lực này thậm chí có thể làm cho tổn thương được cả thánh hoàng. Thân thể của y không ngừng chìm sâu vào trong đạo hào quang này, không ngừng bị thế giới lực mài diệt. Loại lực lượng to lớn này chẳng những có thể mài diệt thân thể của y, thậm chí tu vi của y, cấm pháp của y
cũng đều bị mài diệt tất cả, không còn lưu lại một chút gì. Cũng vào lúc này, bọn Ứng Tông Đạo, Tinh Đế và Ma Hoàng cũng đang bị một kiện cấm bảo khác ngăn trở. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Hạng Tông Chủ bị ép vào hà quang, bị thế giới lực mài diệt chí chết. Oanh một tiếng, đột nhiên một con thuyền cổ thanh đồng thật lớn xuất hiện, ầm ầm lao tới, hung hăng đánh vào trên thân thể Diêu Công Đỉnh, đánh bay vị vô hoàng này ngay lập tức. Thuyền lầu kề sát đạo hà quang lao thẳng về phía trước, nghiền ép Diêu Công Đỉnh xuống đáy thuyền. Diêu Công Đỉnh không ngừng kêu lên thảm thiết. Cũng vào lúc đó, trên thuyền đột nhiên hiện ra một tôn đế hoàng cao đến vạn dặm, hai tay để một tòa thần lô hướng về phía đẳng hầu đánh tới, tràn ngập ra từng trận uy năng thánh bảo. Lại thêm một tên muốn chết sao? Đằng hầu không kịp ngăn cản, tâm niệm vi động, trên đỉnh đầu lao ra một đạo cấm pháp hóa thành một tòa lô bồng bảo vệ quanh thân. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, thái dương thần lô đánh vào phía trên tòa lô bồng, đụng vỡ nát tòa cấm pháp lô bồng này. Chỉ thấy miệng của thần lô hướng xuống phía dưới, lập tức vô số thái dương chân hỏa ào ào chút xuống, hỏa diễm cực đoan mãnh liệt, trình tự hiện ra hắc sắc ma diễm giống như một cái hang tối đen bình thường, có thể cắn nuốt thiết thể ánh sáng, thậm chí thiêu sạch nơi vô cực hư không, không ngừng hòa tan. Đồng thời trong thần lô ánh lửa cực mạnh, một vòng mặt trời chói chang trong đó phóng ra, sắc mặt đằng hầu hơi biến, không kịp chấn áp Hạng Tông Chủ. Tâm niệm vi động, chỉ thấy cấm bảo bạo vượn tay cầm kim liên ầm ầm hướng thái dương thần lô trả tới. Cạch! Thái dương thần lô chấn động kịch liệt, hắc sắc ma diễm và liệt nhật đảo cuốn mà quay về, đánh bay thái dương thần lô. Tòa thần lô to lớn này giờ một tiếng văng vào bên trong giao chỉ thiên thuyền, nhất thời đập tòa thiên thuyền này bật lên cao, theo phía ngoài đạo hạ quang mà bốc lên bay đi. Trên đầu thuyền, Diệp Húc thét lên một tiếng lớn, sắc mặt trong nháy mắt biến thành máu đỏ. Một ngụm máu tươi xông lên từ trong cổ họng, vội vàng ổn định thân hình của chính mình và giao chỉ thiên thuyền. Pháp lực của giám thiên sứ quả nhiên là mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh. Thậm chí ngay cả một chiêu ta cũng không tiếp nổi. Hắn tế lên thái dương thần lô, kích phát uy năng thánh bảo. Tuy nhiên, đằng hầu dễ dàng một kích đánh tan thái dương thần lô, ngược lại lại còn làm cho hắn bị chấn thương. Đây cũng còn chưa phải là toàn bộ thực lực của đằng hầu. Lực lượng người này đang phân tán, đồng thời phải công kích Ma Hoàng, Ứng Tông Đạo và Tinh Đế, lại còn chấn áp Hạng Tịch, vậy mà vẫn thông dong đả thương Điệp Thúc. Pháp lực hùng hồn, không hổ là giám thiên sứ thế giới vô hoang. Hạng Tông Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng rung lên, biển máu trào ra khôn cùng. Huyết hà chiến xa nâng đằng hầu bay lên, nghìn vạn đạo công kích từ trong xe phát ra oanh phi vào đằng hầu. Cũng vào lúc này, Diêu Cung Đỉnh cũng đã thoát khốn, tiếng gầm giận dữ vang lên không ngớt. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, một thân máu thịt của y bị hà quang mài diệt sạch sẽ, chỉ còn lại phần xương trắng hếu. Tuy rằng thân thể của y so với Hạng Tịch cường hoành hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nào chống cự được với sự mài diệt của lực thế giới. Nếu không phải đằng hầu bị đánh bay vào trong giao chỉ thiên thuyền, thì chỉ sợ rằng trong nháy mắt ngắn ngủi y sẽ bị hà quang mài diệt thành tro. Ai, là ai dám đánh lén ta? Y triệu hồi búa lớn, cầm búa bổ mạnh vào giao chỉ thiên thuyền. Huyết hà chiến xa từ sau lưng ầm ầm lao tới. Diêu Cung Đỉnh cười lạnh một tiếng, lật tay một búa đánh bay huyết hà chiến xa. Chiếc chiến xa này giống như một đạo huyết quang ầm ầm rơi xuống thiên thuyền. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạng Tịch ngồi ở trong huyết hà chiến xa, từ phần thắt lưng trở xuống đã gần như hoàn toàn biến mất, trong miệng máu không ngừng tuôn ra. Tu vi của y bị hà quang mài diệt mất gần một nửa, thân thể bị hủy làm cho không thể khôi phục lại được như ban đầu, chỉ còn lại có một nửa thân hình. Đã thế lại đánh bừa vào Diêu Cung Đỉnh, giám thiên sứ của hàng cổ ma vực, một cái làm cho vết thương đã nặng lại càng thêm nặng. Sư tổ, thương thế của ngài? Diệp Húc lo lắng hỏi. Không có việc gì, xử lý bọn họ trước sau đó rồi chữa thương. Hạng Tông Chủ lướt nhìn Diệp Húc một cái, lộ ra vẻ tán thành, cười ha hả nói. Một chút vết thương nhỏ này đối với ta mà nói không có vấn đề gì cả, chỉ cần giết được hai người bọn họ, sau đó trùng tu cấm pháp là có thể luyện hồi thân thể, rất không tồi. Ta có nghe Ứng Tông Đạo nói về ngươi, rất không tồi, rất không tồi. Y tuy rằng trung niên nhã sĩ, nhìn như một văn nhân nho nhã, nhưng tính tình lại cực kỳ nóng nảy, sát tâm cực lớn, chiến đấu thì như hổ điên, không để ý gì đến sống chết. Tính cách của y và đám người Ứng Tông Đạo, Triều Cung Thiều hoàn toàn bất đồng. Thế giới vô hoang, thật nhiều loạn thần tặc tử, ngay cả một cái nhân hoàng nho nhỏ cũng dám hướng giám thiên sứ ra tay, cả gan làm loạn, to gan lớn mật mà. Đằng hầu đứng sừng sững ở đương trường, tay phải giơ ra, chỉ nghe mấy tiếng nổ lớn đương đương, cấm bảo của đám người Ứng Tông Đạo, Tinh Đế và Ma Hoàng đang tiến công tất cả đều bay trở về. Kim chỉ dẫn đầu dừng ở trong tay của y, tiếp theo kim liên cũng rơi vào trong ao. Bảo tượng đứng ở bên trên, kim liên, khanh ngọc, lô bồng tất cả đều hạ xuống.
Ứng Tông Đạo, Tinh Đế và Ma Hoàng tất cả khởi thân hạ xuống trên giao chỉ thiên thuyền. Vừa rồi một kích của Đằng Hầu tách đám người ra, cơ hồ đem Hạng Tịch chu diệt tại đương trường, có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Tất cả bọn họ trên người đều mang thương tích, tu vi hao tổn thật lớn. Dù sao so sánh với hai vị giám công sứ Diêu Công Đỉnh, Đằng Hầu mà nói, thời gian thành hoàng của bọn họ vẫn còn quá ngắn. Nhất là Tinh Đế và Ứng Tông Đạo vừa mới thành tiệu vô hoàng, mà Hạng Tịch lại do bởi hạng Đằng Hầu đuổi giết chạy ra thế giới vô hoàng, dùng thời gian 100 năm để vượt qua thời kỳ suy yếu. Thành hoàng thời gian tuy dài, nhưng tu vi và thực lực so với Ma Hoàng cũng không sai biệt lắm. Ánh mắt Đằng Hầu quét tới hướng Diệp Húc, cười lạnh một tiếng. Loạn thần tặc tử, dám không tuân thủ thiên mệnh, chết chưa hết tội. Người chết không có gì đáng tiếc cả. Người mặc dù chưa trở thành vô hoàng, nhưng đã có chí làm phản, hơn nữa tiềm lực lại mạnh vô cùng. Nếu để cho ngươi trở thành vô hoàng, liệu có thể được hay sao? Chỉ sợ đến khi đó, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trong tất cả số người ở đây, ngươi là người mà ta phải giết đầu tiên. Diệp Húc sắc mặt khổ sở, mắt đăm đăm nhìn về hướng Ma Hoàng, Tinh Đế cùng Ứng Tông Đạo lên tiếng nói. Sư huynh, lão muốn giết ta kìa, các ngài cần phải bảo hộ tốt cho ta một chút kìa. Ma Hoàng ho khan liên tục, nhổ ra thật mạnh một ngụm máu, lẫn đờm, cả giận mà nói. Bảo hộ ngươi sao? Giờ đây, chỉ sợ ngay cả tự thân chúng ta cũng khó mà bảo toàn. Đổ tên tiểu tử thối, nếu ngươi còn dám từng bước tiếp cận nữ nhi của bổn hoàng, bổn hoàng liền đánh gãy hai chân của ngươi, đem ngươi ngâm vào bên trong hà quang. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, hậm hực không nói gì. Tinh Đế lạnh nhạt nói, bây giờ nhiều lời vô ích thôi, chỉ có thể cùng bọn họ liều người chết ta sống. Ứng Tông Đạo nhìn về phía Diệp Húc, lại quay đầu nhìn Hạng tông chủ thở dài. Nay ba đại tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông đều ở đây, nếu thất bại đó là toàn quân bị tiêu diệt. Không sai, nay chỉ có một con đường có thể đi, đó là phải xử lý bọn họ. Diệp sư đệ làm không tệ, trước làm trọng thương giám thiên sứ hàng cổ ma vực, làm cho thực lực bọn họ bị suy giảm, đi nước cờ này rất là không tồi. Hiện nay chúng ta không phải là không có cùng thực lực với bọn họ. Sư đệ ngươi ở lại chỗ này, các vua hoàng chiến đấu với nhau, ngươi không được xen tay vào. Y đột nhiên từ trong giao chỉ thiên thuyền lao ra quát to, chư vị tái chiến một lần Diêu Cung Đỉnh mới bị trọng thương chưa làm y sợ được. Trước hết giết Đằng Hầu, sau đó giải quyết đi sau. Ma Hoàng cùng Tinh Đế cũng một lần xông ra, tùy thân hình y mà động, nhất thể hướng Đằng Hầu đánh giết. Thậm chí ngay cả Hạng tông chủ cũng đột nhiên vỗ thật mạnh vào huyết hà chiến xa bay lên, hướng Đằng Hầu sát khứ. Hề, ta không có sức chiến đấu sao? Tại sao không ai thèm để mắt đến ta vậy? Một thân Diêu Cung Đỉnh bạch cốt dày đặc như một cái xác chết, tay cầm búa lớn, quanh thân tràn ngập cấm văn đằng đằng sát khí, hướng giao chỉ thiên thuyền đánh tới, nhe răng cười nói. Tiểu tử thối, người rõ ràng đã đánh lén ta, trước hết giết người đã rồi nói sau. Sắc mặt Đằng Hầu đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn bốn vị vua hoàng đánh vào chính mình, cười lạnh mà nói. Một đám tàn binh bại tốt, 5 lần bề lượt ám toán ta, đây có thể nói là lúc chết của các ngươi được rồi. Lão tế khởi kim chỉ trong tay, lô bồng bay ra bao quanh thân, trong mắt sát khí đại động, đứng nhiên chờ đám người Ứng Tông Đạo đang tiến đến. Động thủ! Ứng Tông Đạo và Tinh Đế đột nhiên đảo cuốn quay về, một tả một hữu bay thẳng đến hướng Diêu Cung Đỉnh. Cấm bảo và cấm pháp tung bay trong một thoáng đã bao trùm lên Diêu Cung Đỉnh. Cùng lúc đó, Diệp Húc điều khiển giao chỉ thiên thuyền gào thét hướng Diêu Cung Đỉnh đánh tới, khóa chặt đường lui của y. Ma Hoàng cùng Hạng tông chủ nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn phải tiếp tục hướng về phía Đằng Hầu phóng đi. Chỉ nghe tiếng mắng chửi không dứt của Ma Hoàng cùng Hạng tông chủ vọng lại. Vô liêm sĩ, ba người các ngươi đúng là đồ cặn bã mà, ngay cả chúng ta mà cũng dám ám toán sao? Tiểu Ứng, Tiểu Diệp, hai tên khốn các ngươi, rõ ràng các ngươi muốn tổ sư phải tàn phế vì mạo hiểm mà. Đợi sau trận chiến này, lão tử sẽ phải chu đáo mà sửa chữa các ngươi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 165 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.